Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, kết quả thăm dò của hãng tin Associated Press phối hợp với NOC vừa được công bố cho thấy đa số người Mỹ được hỏi có cảm giác bất an về chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ còn vài ngày nữa là cuộc bầu cử chính thức diễn ra ngày 5 tháng 11 tới. Theo kết quả thăm dò được tiến hành đối với 1.233 người trưởng thành từ ngày 24 đến 29 tháng 10, cứ 10 người được hỏi thì có 7 người bày tỏ lo lắng hoặc thất vọng và tỷ lệ tương tự tỏ ra quan tâm đến chiến dịch tranh cử. Chỉ khoảng 30% cho biết họ hào hứng với cuộc chạy đua giữa hai ứng cử viên Kamala Harris và Donald Trump vào Nhà Trắng. Một số nhóm thậm chí còn lo ngại hơn thời điểm cách đây 4 năm, dù cuộc bầu cử khi đó diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành. Năm 2020, kết quả cuộc thăm dò của AP-NOC cho thấy khoảng 65% số người Mỹ được hỏi lo ngại về cuộc bầu cử. Với thành viên của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mức độ lo lắng cũng cao hơn chút. Khoảng 80% số thành viên đảng Dân chủ được hỏi bày tỏ lo lắng, tăng nhẹ so với tỷ lệ khoảng 75% trong cuộc bầu cử trước. Khoảng 65% các thành viên đảng Cộng hòa cũng có cảm giác này, tăng 5% so với hồi năm 2020. Sai số của cuộc thăm dò này là khoảng 3,6%. Cảm giác bất an bao trùm cử tri Mỹ vào tuần cuối của chiến dịch vận động tranh cử. Cuộc đua giữa hai ứng cử viên rất sát sao trên cả nước cũng như tại các bang dao động quan trọng khi các kết quả thăm dò gần đây cho thấy cả ông Donald Trump và bà Kamala Harris đều không cho thấy lợi thế đáng kể hơn so với đối thủ. Kết quả của cuộc thăm dò do Reuters Ipsos vừa công bố cho thấy khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump chỉ còn ở mức 44%-43%. Hiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang tập trung cạnh tranh tại một số tiểu bang chiến địa khi thực hiện nỗ lực vận động tranh cử cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới. Phát biểu tại Raleigh, bang Bắc Carolina, bà Kamala Harris cho biết đã đến lúc nước Mỹ cần một thế hệ lãnh đạo mới. Với tuyên bố này, bà Kamala Harris được cho là đang nỗ lực định vị bản thân như một gương mặt mới chống lại ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Ông Trump hiện đã 78 tuổi và đây là lần thứ ba liên tiếp ông Donald Trump đứng ra tranh cử Tổng thống. Dự kiến cả hai ứng viên Tổng thống sẽ tiếp tục có cuộc vận động tranh cử tại bang Wisconsin. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ của họ vẫn bám đuổi sát nút nhau tại bang này. Theo một cuộc thăm dò mới, phần lớn cử tri 96% tại 7 tiểu bang chiến địa quan trọng là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin cho biết điều quan trọng là các ứng cử viên tổng thống phải có kế hoạch ngăn chặn việc cắt giảm tự động an sinh xã hội. Nhưng cho đến nay, cả Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đều chưa đưa ra kế hoạch củng cố an sinh xã hội. Các cuộc thăm dò mới của CNN cho thấy Phó Tổng thống Harris đang dẫn trước cựu Tổng thống Trump 6 điểm phần trăm ở bang Wisconsin và 5 điểm phần trăm ở Michigan. Tại Pennsylvania, một trong những tiểu bang được coi là bức tường xanh đối với đảng Dân Chủ, hai ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ ngang nhau là 48%. Ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, tầm quan trọng của phúc lợi xã hội như các chương trình của chính phủ về lương hưu và chăm sóc sức khỏe, được gọi là an sinh xã hội và Medicare, một lần nữa được chú ý bởi nguy cơ phá sản trong vòng 10 năm với chương trình nghị sự của hai ứng cử viên. Hơn 71 triệu người Mỹ gồm những người lao động đã nghỉ hưu và người khuyết tật đã nhận trợ cấp từ các chương trình của Cơ quan Quản lý An sinh xã hội vào năm 2023. Tuy nhiên, Quỹ tín thác An sinh xã hội và Medicare là chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho người cao tuổi đang cạn tiền, và nếu không có nguồn tài trợ mới hoặc cắt giảm phúc lợi, dự kiến sẽ phá sản vào năm 2035 và 2036. Cả hai ứng cử viên trong cuộc đua Tổng thống năm nay là Phó Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đều đã cam kết bảo vệ quỹ tín thác an sinh xã hội và Medicare. Nhưng Ủy ban Ngân sách Liên bang có trách nhiệm đã công bố bản phân tích trong tuần này cho biết, nếu không được giải quyết, chương trình kinh tế của bà Harris sẽ khiến an sinh xã hội phá sản trong 9 năm, trong khi ông Trump sẽ khiến chương trình này bị phá sản trong 6 năm. Bà Harris và Đảng Dân Chủ ủng hộ việc chính phủ tích cực hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và những người gặp khó khăn thoát nghèo thông qua việc tăng thuế đối với người giàu. Ngược lại, bên Đảng Cộng Hòa, bao gồm cả ông Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của trách nhiệm cá nhân, cơ chế thị trường và giảm thuế để khuyến khích năng suất. Không chỉ vấn đề bảo hiểm y tế, vấn đề nhà ở, hỗ trợ chính sách cho gia đình nuôi con, chi phí chăm sóc trẻ em cũng đang là vấn đề xã hội được quan tâm của cử tri Mỹ. Tuy nhiên, theo quan sát của Gallup gần đây, 67% người Mỹ trưởng thành cho rằng chăm sóc sức khỏe chưa nhận được sự quan tâm trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Mặc dù tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm nhìn chung đang giảm, nhưng Georgia, một trong 7 bang chiến trường quyết định, lại là một trong những trường hợp ngoại lệ. Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã trở thành ứng viên tranh cử của Đảng Dân Chủ đầu tiên kể từ cựu Tổng thống Bill Clinton giành được chiến thắng tại tiểu bang này với cách biệt khoảng 11.000 phiếu bầu. Theo dữ liệu của Catalyst, so với cùng thời điểm năm 2020, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu sớm tại bang này gần như tương đương, chỉ giảm 1%. Mặc dù số lượng cử tri bỏ phiếu qua thư ở Georgia ít hơn nhiều, nhưng tỷ lệ bỏ phiếu sớm trực tiếp đã vượt qua mức năm 2020. Tổng cộng, khoảng 1,3 triệu người ở Georgia đã bỏ phiếu qua thư năm 2020. Nhưng năm nay, với thời hạn yêu cầu bỏ phiếu qua thư đã hết, chỉ có 187.000 lá phiếu trong tổng số 341.000 lá phiếu phát ra được gửi lại. Trong khi đó, gần 2,7 triệu lá phiếu đã được bỏ sớm trực tiếp vào năm 2020. Nhưng trong năm nay, con số đó đã hơn 2,9 triệu, khi thời gian bỏ phiếu sớm còn kéo dài 4 ngày nữa. Tại Bắc Carolina, tỷ lệ bỏ phiếu sớm đã giảm 10% so với thời điểm 4 năm trước. Nhưng ngày càng có nhiều cử tri trực tiếp đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử. Khoảng 312.000 cử tri đã đi bỏ phiếu trực tiếp, nhiều hơn 4 năm trước. Tính đến ngày 29 tháng 10, khoảng 166.000 phiếu bỏ qua thư, chiếm 20% số phiếu bỏ qua thư trong cuộc bầu cử năm 2020. Ở hai bang này, quy định bỏ phiếu qua thư cũng trở nên khó khăn hơn so với năm 2020. Tại Georgia, cử tri muốn bỏ phiếu qua thư hiện phải cung cấp thêm giấy tờ tùy thân. Tiểu bang này cũng rút ngắn khoảng thời gian để cử tri nhận và bỏ phiếu qua thư, cũng như cắt giảm số lượng thùng bỏ phiếu có sẵn. Tại Bắc Carolina, cử tri cần có hai chữ ký của người làm chứng với lá phiếu qua thư của họ, thay vì một chữ ký như trước đây. Bang cũng không chấp nhận các lá phiếu qua thư đến sau ngày bầu cử, ngay cả khi chúng được đóng dấu bưu điện trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Nhà báo Harry Enten, phụ trách dữ liệu chính trị cấp cao của hãng tin CNN hôm thứ Ba đã xem xét khả năng các nhà thăm dò ý kiến có thể đang đánh giá thấp cơ hội của ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump vào năm 2024, giống như họ đã làm vào năm 2016 và 2020. Ông Enten trả lời phỏng vấn của News Center rằng điều đó rất khó có thể xảy ra. Ông nói, tôi đã quay lại và kiểm tra xem liệu một đảng có vượt qua được các cuộc thăm dò trong 3 chu kỳ bầu cử tổng thống liên tiếp ở các tiểu bang chiến trường quan trọng hay không. Điều đó chưa bao giờ xảy ra kể từ năm 1972. Vì vậy, nếu các cuộc thăm dò đánh giá thấp ông Donald Trump một lần nữa, thì đó sẽ là điều chưa từng có trong lịch sử. Ông Enten thừa nhận, một số người cho rằng bản thân cựu tổng thống Trump là người chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng những người thăm dò ý kiến thường nhận ra rằng họ không tính đến một bộ phận cử tri nào đó và điều chỉnh lại dự đoán của mình. Ông Enten đưa ra giả thuyết rằng, tôi nghĩ rằng điều đó giúp giải thích tại sao chúng ta chưa bao giờ thấy cùng một đảng bị đánh giá thấp 3 lần liên tiếp trong các cuộc bầu cử tổng thống, ít nhất là trong 52 năm qua. Theo dữ liệu thu thập được từ CNN, Edison Research và Catalyst, một công ty cung cấp dữ liệu phân tích và các dịch vụ khác cho Đảng Dân Chủ, học giả và các nhóm vận động phi lợi nhuận, bao gồm thông tin chi tiết về những người sẽ bỏ phiếu trước tháng 11. Cho đến nay, tỷ lệ bỏ phiếu trước bầu cử trên toàn quốc đã giảm đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước, khi số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đạt mức kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Tổng số phiếu bầu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu cho Tổng thống năm 2020. Trên khắp các tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu tương đương, những người bỏ phiếu sớm cho đến nay đều lớn tuổi hơn, có nhiều khả năng là người da trắng và có nhiều khả năng là đảng viên Cộng hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Những xu hướng này cũng thường đúng khi có dữ liệu ở 7 tiểu bang có khả năng quyết định cuộc bầu cử. Xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán được kết quả của cuộc bầu cử, nhưng chúng có thể cung cấp manh mối về những người sẽ bỏ phiếu, ít nhất là cho đến nay. Cho đến nay, trên 39 tiểu bang mà Catalyst có dữ liệu cho cả 2 năm, cử tri từ 65 tuổi trở lên chiếm 44% tổng số phiếu bầu đã trả lại, tăng 9 điểm phần trăm so với thời điểm này vào năm 2020. Cử tri từ 30 đến 39 tuổi đã bỏ 9% số phiếu bầu sớm, giảm so với mức 12% vào năm 2020. Khoảng 75% cử tri ở các tiểu bang đó là người da trắng, tăng nhẹ so với mức 73% tại thời điểm này 4 năm trước. Tỷ lệ phiếu bầu của cử tri da đen không thay đổi, nhưng cử tri gốc Latin và châu Á chiếm tỷ lệ nhỏ hơn một chút trong số cử tri đi bỏ phiếu sớm. Trong khi đó, tại các chiến trường quan trọng ở Tây Nam và Arizona và Nevada,
Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump gần như ngang nhau trong cuộc đua vào Nhà Trắng, theo các cuộc thăm dò mới của CNN do SSRS thực hiện. Theo cuộc thăm dò, bà Harris nắm giữ 48% sự ủng hộ trong số những cử tri tiềm năng ở Arizona so với 47% cho ông Trump. Ở Nevada, 48% cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump và 47% ủng hộ bà Harris. Biên độ một điểm đó nằm trong biên độ sai số lấy mẫu của mỗi cuộc thăm dò, không tìm thấy người dẫn đầu rõ ràng ở cả hai tiểu bang. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đang thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha tốt hơn so với bất kỳ ứng viên tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa kể từ ông George Walker Bush vào năm 2004. Trong cuộc meeting vận động tranh cử ngày 27 tháng 10 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Madison Square Garden ở thành phố New York, đã có nhiều trường hợp các diễn giả đưa ra những nhận xét phân biệt chủng tộc và cuồng tín. Có lẽ đáng chú ý nhất là những bình luận của diễn viên hài Tony Hinchcliffe về Puerto Rico. Trong khi chiến dịch của cựu Tổng thống Trump tìm cách tránh xa những nhận định đó, thì điều khiến nó trở nên đáng chú ý là chúng xuất hiện vào đúng thời điểm ông Trump dường như đang thành công thâm nhập vào nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha. Trên thực tế, cựu Tổng thống Mỹ dường như đang làm tốt hơn ở nhóm cử tri này so với bất kỳ ứng viên Tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa kể từ thời ông George Walker Bush vào năm 2004. Theo dữ liệu thăm dò ý kiến gần đây về các cử tri gốc Tây Ban Nha, bà Kamala Harris chỉ dẫn trước ông Trump 13 điểm. Con số này thấp hơn nhiều so với dữ liệu thăm dò ý kiến sau bầu cử và sau khi bỏ phiếu vào năm 2020, khi cách biệt giữa ông Biden và ông Trump ở nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha là 26 điểm. Đáng chú ý là mức thâm hụt 26 điểm này tự nó cũng là một sự cải thiện của ông Trump với chính mình của năm 2016. Ông Trump cũng đã mất 39 điểm vào tay bà Hillary Clinton trong cuộc thăm dò ý kiến và dữ liệu sau bầu cử. Dữ liệu thăm dò và kết quả năm 2020 đại diện cho một lý do lớn về việc tại sao chiến dịch tranh cử của ông Trump lại nỗ lực để giành được nhiều sự ủng hộ của cử tri gốc Tây Ban Nha hơn. Điều này giúp giải thích tại sao cựu Tổng thống đã tổ chức một cuộc meeting lớn tại Bronx, nơi có đông người gốc Tây Ban Nha vào đầu năm nay, và đến một tiệm cắt tóc cũng tại quận đó trong tháng này. Sự cải thiện của ông Trump với các cử tri gốc Tây Ban Nha cũng giúp giải thích bản đồ bầu cử hiện nay. Con đường tốt nhất của bà Harris nhằm đảm bảo 270 phiếu đại cử tri cần thiết để giành chiến thắng dường như sẽ phải chạy qua các bang chiến địa Great Lakes gồm Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Về cơ bản, bà Harris ngang bằng với ông Trump trong các cuộc thăm dò tại tiểu bang này, nếu không muốn nói là dẫn trước một chút. Trong khi đó, tại Arizona và Nevada, hai bang chiến trường ở Tây Nam có số lượng cử tri gốc Tây Ban Nha lớn hơn, ông Trump đã thể hiện tốt. Ông Trump luôn nắm giữ lợi thế nằm trong biên độ sai số trong các cuộc khảo sát tại Arizona. Trên thực tế, đây là bang mà ông Trump có kết quả thăm dò dư luận tốt nhất trong số những bang mà ông Biden giành chiến thắng vào năm 2020. Số phiếu thăm dò từ Nevada bị hạn chế nhưng cũng nghiêng về cựu Tổng thống Trump hơn so với kết quả thăm dò trung bình tại các tiểu bang chiến trường Great Lakes. Cả Arizona và Nevada đều có nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha hơn bất kỳ bang nào khác trong số 5 bang chiến trường khác, bao gồm cả Georgia và Bắc Carolina. Ông Trump đã thể hiện đặc biệt tốt trong số những cử tri nam giới gốc Tây Ban Nha cũng như các cử tri Tây Ban Nha không có bằng đại học. Trong diễn biến khác, theo kết quả thăm dò, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu thua cuộc. Kết quả thăm dò do CNN, SSRS thực hiện công bố vào ngày 28 tháng 10 cho biết, hầu hết cử tri Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Trump sẽ chịu thua cuộc nếu kết quả bầu cử năm 2024 không theo ý ông. Đa số cử tri cũng không tin tưởng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn nếu có tranh chấp pháp lý về kết quả bầu cử. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần là đến tổng tuyển cử, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu thua cuộc, trong khi 73% thì cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chấp nhận nếu thất bại. Nếu tính theo thành phần cử tri ủng hộ mỗi ứng cử viên, gần như tất cả 97% người ủng hộ bà Harris cho rằng bà sẽ chấp nhận kết quả nếu thua cuộc, trong khi 57% phe của ông Trump thì tin rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu không như ý. Đa số cử tri đã đăng ký, tương đương 56% cho rằng họ chỉ có một chút tin tưởng hoặc không hề tin vào tòa án tối cao có thể đưa ra phán quyết đúng đắn trong trường hợp tranh chấp kết quả bầu cử năm 2024. Phe ủng hộ ông Trump đặt niềm tin nhiều hơn, tương đương 61% vào tòa án tối cao, còn phe của bà Harris chỉ 31% tin tưởng. Thưa quý vị, khi còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Mỹ năm 2024, hơn 57 triệu lá phiếu đã được bỏ trên 47 bang và thủ đô Washington DC, trong đó hơn 30 triệu trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm và khoảng 27 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, tỷ lệ bỏ phiếu trước ngày bầu cử của Mỹ năm 2024 đang thể hiện xu hướng thấp hơn đáng kể so với thời điểm này 4 năm trước, năm 2020. Vào thời điểm đó,
số lượng cử tri đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử đã đạt kỷ lục trong bối cảnh đại dịch COVID-19, với tổng số phiếu trước bầu cử chiếm hơn 30% trong số khoảng 158 triệu phiếu bầu năm 2020. Năm 2024, dữ liệu thu thập cho thấy phần lớn cử tri đi bỏ phiếu sớm là người lớn tuổi hơn là người da trắng và có nhiều khả năng là người theo đảng Cộng Hòa hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Mặc dù xu hướng bỏ phiếu sớm không thể dự đoán chính xác kết quả của một cuộc bầu cử, nhưng theo giới quan sát, các dữ liệu này vẫn có thể cung cấp manh mối về những người đang bỏ phiếu, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Trong nhiều năm, nhiều đảng viên Cộng Hòa muốn bỏ phiếu vào ngày bầu cử, trong khi đảng Dân Chủ lại thể hiện mong muốn bỏ phiếu trước. Tuy nhiên, trong lần tranh cử này, chiến dịch của cựu Tổng thống Donald Trump đã nỗ lực hơn để khuyến khích những người ủng hộ Đảng Cộng Hòa bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư, một sự thay đổi lớn so với thông điệp phản đối bỏ phiếu trước ngày bầu cử hồi năm 2020. Cụ thể, những người theo Đảng Cộng Hòa chiếm 35% số phiếu bầu sớm tại 27 bang, tăng từ 29% vào cùng thời điểm năm 2020. Trong khi đó, cử tri Đảng Dân Chủ chiếm 45% số phiếu bầu sớm tại thời điểm này năm 2020 đã giảm xuống còn 39% số phiếu bầu sớm hiện nay. Ngày tổng tuyển cử Mỹ năm 2024 sẽ diễn ra vào năm tháng 11, các cuộc khảo sát gần đây hé lộ, cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Dân Chủ Kamala Harris đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới do đài truyền hình CNN tiến hành và công bố ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris đang giành lợi thế trước ông Trump ở hai bang chiến địa then chốt là Wisconsin và Michigan. Cụ thể, nữ phó tổng thống Kamala Harris tạm dẫn trước ông Trump 6 điểm ở Wisconsin và 5 điểm ở Michigan. Hai ứng viên hòa nhau ở bang chiến địa Pennsylvania khi cùng giành được tỷ lệ tín nhiệm là 48%. Cả ông Trump và bà Harris ngày 30 tháng 10 đã đến Wisconsin để vận động tranh cử trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử quốc gia. Xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử ở trung tâm Reds tại Green Bay, Wisconsin, cựu Tổng thống Trump đã cho phát một đoạn băng ghi âm, trong đó đối thủ Harris đã nhắc tới tên ông khoảng 15 lần khi phát biểu. Ông Trump nhấn mạnh, đó là tất cả những gì bà ấy nói vì bà ấy và Tổng thống Joe Biden không đạt thành tích gì. Ông Trump cũng tuyên bố, những từ đẹp nhất đối với tôi là tôn giáo số 1, tình yêu số 2 và thuế quan số 3. Theo The Guardian của Anh, ông Donald Trump từng đề cập đến điều này trước đây. Ông Trump cam kết sẽ đánh thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, bất chấp cảnh báo của các nhà kinh tế rằng điều đó có thể khiến giá cả tiêu dùng cao hơn và chọc giận các đồng minh của Washington. Khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang đến hồi gay cấn, rạng sáng ngày 28 tháng 10, một thùng phiếu dành cho cử tri bỏ phiếu vắng mặt tại thành phố Portland, bang Oregon, Mỹ bất ngờ bốc cháy khiến 3 phiếu bầu bị hư hại. Sau đó vài giờ, vụ cháy tương tự cũng xảy ra ở thành phố Vancouver thuộc bang Washington, Mỹ. Hệ thống dập lửa tự động của thùng phiếu không hoạt động hiệu quả và hàng trăm phiếu bầu trong thùng bị hủy hoại. Cảnh sát nhận định thiết bị gây cháy đã được gài vào các thùng phiếu nhưng chưa rõ chủng loại cũng như nghi phạm. Ray Kimsey, quan chức bầu cử hạt Clark, nơi có thành phố Vancouver tuyên bố đây là một vụ tấn công trực diện vào nền dân chủ. Đáng chú ý, các vụ đốt thùng phiếu diễn ra ở hai khu vực đang cạnh tranh xít sao cho các ghế tại Hạ viện Mỹ, nơi cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều hy vọng có thể giữ một ghế và lật ngược ghế còn lại. Cả khu vực bầu cử số 5 do các hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa nắm giữ ở bang Oregon và khu vực bầu cử số 3 do đảng Dân Chủ kiểm soát ở bang Washington đều được dự báo là rất khó lường. Hạ nghị sĩ Lori Chavez DeRemer của bang Oregon từng trở thành ứng viên đầu tiên của Cộng Hòa giành chiến thắng tại khu vực số 5 sau khoảng 25 năm trong cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ năm 2022. Tuy nhiên, ở kỳ bầu cử này, bà Chavez DeRemer sẽ phải đối mặt với Janelle Bynum, người từng đánh bại bà ở các cuộc đua vào cơ quan lập pháp tiểu bang trong quá khứ. Đảng Dân Chủ có một chút lợi thế ở khu vực bầu cử số 5, nhưng khoảng 1/3 cử tri tại đây được xác định là phi đảng phái và cả hai ứng viên đều cố gắng tận dụng điều đó khi chỉ trích đối thủ của mình là cực đoan. Tại bang Washington, hạ nghị sĩ Marie Glusenkamp-Perez của Đảng Dân Chủ phải bảo vệ ghế của mình trong cuộc tái đấu đầy căng thẳng với Joe Kent, ứng viên Đảng Cộng Hòa được đích thân cựu Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn. Bà Perez từng giành thắng lợi bất ngờ cách đây 2 năm khi đánh bại chính ông Ken với khoảng cách 2.629 phiếu tại một địa bàn chưa từng bầu ra bất kỳ hạ nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ nào suốt hơn một thập kỷ.
Sau sự cố ngày 28 tháng 10, hạ nghị sĩ Marie Grusenkamp-Bedes của Đảng Dân Chủ thông báo với các cử tri của mình trên mạng xã hội X rằng bất kỳ cử tri nào đã bỏ phiếu vào thùng tại trung tâm vận tải Fisher Landing ở Vancouver ở bất kỳ thời điểm nào trong tuần này nên liên hệ ngay với ban bầu cử của Văn phòng Kiểm toán quận Clark để được cấp phiếu bầu thay thế. Ông Joken, ứng viên Đảng Cộng Hòa cũng kêu gọi các cử tri kiểm tra tình trạng phiếu bầu qua thư của mình và không nên nhụt chí vì các vụ đốt phá gần đây. Ông nói thêm rằng bản thân đã bỏ phiếu qua thư vào tuần trước. Ông Joken viết trên mạng xã hội X, hãy tập trung vào việc thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu và nên bỏ sớm, đừng để các hành động cực đoan hèn nhát ngăn cản việc bỏ phiếu. Bà Suzanne Almeida, giám đốc hoạt động cấp tiểu bang tại Common Cause, một tổ chức lợi ích cộng đồng phi đảng phái, nói với tạp chí Newsweek rằng mọi người vẫn nên cảm thấy an toàn khi bỏ phiếu sớm nếu họ muốn và các thùng phiếu trên khắp nước Mỹ vẫn được bảo vệ tốt. Ông Connor Clayton, giám đốc Viện Chính sách Công và Dịch vụ Công Thomas F. Farley thuộc Đại học bang Washington, Mỹ, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông Connor Clayton khẳng định theo lịch sử, các cuộc bầu cử ở bang Washington đều được điều hành cực kỳ tốt. Mới đây, trong cuộc họp Zoom do nhóm ủng hộ người gốc Mỹ Latin Voto Latino tổ chức, Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden nói rằng những người ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump là rác rưởi. Sau phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Biden trong ngày 30 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã làm rõ quan điểm của mình về phát ngôn gần đây của Tổng thống Joe Biden. Bà Harris cho biết, đầu tiên tôi muốn nói rằng ông Biden đã làm rõ bình luận của ông ấy. Tuy vậy, tôi hoàn toàn không đồng ý với việc chỉ trích các cử tri dựa trên lá phiếu của họ. Tôi tin rằng công việc tôi làm là đại diện cho tất cả mọi người, bất kể họ có ủng hộ tôi hay không. Nếu trở thành Tổng thống Mỹ, tôi sẽ giải quyết nhu cầu và mọi mong muốn của người dân, kể cả những người không bỏ phiếu cho tôi. Giới quan sát nhận định, ứng viên Dân Chủ dường như muốn tách mình khỏi phát ngôn của Tổng thống Mỹ, dù đây là một nỗ lực vận động tranh cử của ông Biden dành cho bà Harris. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đăng tải một đoạn video nhằm vận động cử tri gốc Latin bỏ phiếu cho bà Harris. Trong đoạn video, ông Biden đã lên tiếng chỉ trích sự kiện vận động của ứng viên Cộng hòa Donald Trump tại New York, khi một diễn giả tại sự kiện này nói Puerto Rico là bãi rác nổi giữa đại dương. Ông Biden nói, người dân Puerto Rico là những con người đàng hoàng và đáng được tôn trọng. Đống rác duy nhất mà tôi thấy đang trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông Trump. Ngay lập tức, phát ngôn của ông Biden đã gây sự tranh cãi dữ dội. Đảng Cộng Hòa đã so sánh những bình luận này với phát biểu của bà Hillary Clinton năm 2016 khi bà mô tả nhóm cử tri ủng hộ ông Trump là những kẻ đáng chê trách. Ông Biden sau đó đã phải đăng đàn giải thích phát ngôn của mình, nhấn mạnh rằng ông muốn chỉ trích những lời lẽ thù hằn về Puerto Rico trong cuộc vận động của ông Trump là đống rác. Phía Nhà Trắng cũng đính chính rằng ông Biden chỉ lên án không khí coi thường người Mỹ gốc Latin trong sự kiện của ông Trump. Người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates cũng nói ông Biden gọi những lời lẽ đầy thù hằn tại cuộc biểu tình ở quảng trường Madison là rác rưởi. Những phát biểu của Tổng thống Biden đã nhanh chóng bị các đồng minh của ông Donald Trump lên án. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio cho biết, ông ấy đang nói về những người Mỹ bình thường yêu đất nước của họ và thúc giục chiến dịch của Harris xin lỗi. Ông Rubio nói trong một cuộc meeting của ông Trump ở Allentown, Pennsylvania rằng, chúng tôi không phải là rác rưởi, chúng tôi là những người yêu nước Mỹ. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, bà Caroline Leavitt cho biết trong một tuyên bố sau đó, không có cách nào để xoay chuyển tình hình. Joe Biden và Kamala Harris không chỉ ghét Tổng thống Trump, họ còn khinh thường hàng chục triệu người Mỹ ủng hộ ông ta. Ngay cả một số đảng viên Dân Chủ nổi tiếng cũng bắt đầu xa lánh những bình luận của ông Biden. Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết ông sẽ không bao giờ xúc phạm những người dân tốt của Pennsylvania hoặc bất kỳ người Mỹ nào, ngay cả khi họ chọn ủng hộ một ứng cử viên mà tôi không ủng hộ. Theo Phòng Nghiên cứu Bầu cử thuộc Đại học Florida, trong số gần 58 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, hơn 30 triệu người trực tiếp đến các điểm bầu cử sớm và khoảng 27 triệu người chọn hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện. Ngày tổng tuyển cử Mỹ năm nay sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Các cuộc khảo sát gần đây hé lộ, cựu Tổng thống Cộng hòa Donald Trump và đối thủ Dân chủ Kamala Harris đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ của cử tri. Tuy nhiên, một cuộc thăm dò dư luận mới do đài CNN tiến hành và công bố ngày 30 tháng 10 cho thấy bà Harris đang giành lợi thế trước ông Trump ở cả hai bang chiến địa then chốt là Wisconsin và Michigan. Cụ thể, nữ phó tổng thống tạm dẫn trước ông Trump 6 điểm ở Wisconsin và 5 điểm ở Michigan.
hai ứng viên hòa nhau ở bang chiến địa Pennsylvania khi cùng giành được tỷ lệ tín nhiệm là 48%. Cả ông Trump và bà Harris vào ngày 30 tháng 10 đã đến Wisconsin để vận động tranh cử trong giai đoạn cuối trước ngày bầu cử quốc gia. Xuất hiện tại sự kiện vận động tranh cử ở trung tâm Red tại Green Bay, Wisconsin, cựu Tổng thống Trump đã cho phát một đoạn băng ghi âm, trong đó đối thủ Harris đã nhắc tới tên ông khoảng 15 lần khi phát biểu. Ông Trump nhấn mạnh, đó là tất cả những gì bà ấy nói vì bà ấy và Tổng thống Joe Biden không đạt thành tích gì. Ông Trump cũng tuyên bố, những từ đẹp nhất đối với tôi là tôn giáo, số 1, tình yêu, số 2 và thuế quan, số 3. Theo báo Guardian, ông Trump từng đề cập đến điều này trước đây. Ông cam kết sẽ đánh thuế đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ nhằm thúc đẩy sản xuất nội địa, bất chấp cảnh báo của các nhà kinh tế rằng điều đó có thể khiến giá cả tiêu dùng cao hơn và chọc giận các đồng minh của Washington. Con gái cả của ông Donald Trump, cựu trợ lý thân cận Ivanka Trump, từng là một trong những người đại diện chiến dịch nổi bật nhất của cha mình. Nhưng mùa bầu cử năm nay, bà đã vắng mặt gần như hoàn toàn. Ivanka Trump đã đi lướt sóng, bà tạo dáng trước tháp Eiffel và tham dự buổi tiệc công thức một ở Miami trong chiếc váy đỏ của những tay đua. Bà ngâm mình trong bồn nước nóng với các con, đi chơi với siêu vòng ba Kim Kardashian ở Malibu và sánh đôi với chồng mình Jared Kushner tại Acropolis của Hy Lạp. Tuy nhiên, nơi duy nhất mà Ivanka chưa đến là đường đua tranh cử. Và mặc dù bà đã thẳng thắn về sự vắng mặt của mình, về mặt chính trị, thì điều này vẫn còn khá bí ẩn. Trong hai lần tranh cử gần đây nhất của cựu Tổng thống Donald Trump, Ivanka Trump đã xuất hiện tại các cuộc meeting, trong các quảng cáo trên truyền hình và trên các sân khấu đại hội toàn quốc, thường với vai trò ngầm là thu hút cử tri nữ. Nhưng gần 2 năm trước, khi cha bà bắt đầu cuộc chạy đua thứ 3 vào Nhà Trắng, Ivanka tuyên bố rằng bà và chồng sẽ rút lui khỏi chính trường để ưu tiên cho con cái và cuộc sống của gia đình. Bà nói, mặc dù tôi sẽ luôn yêu thương và ủng hộ cha mình, nhưng trong tương lai tôi sẽ làm như vậy bên ngoài đấu trường chính trị. Vì vậy trong chiến dịch tranh cử quyết liệt nhất và có khả năng là chiến dịch cuối cùng của cha mình, bà Trump, con gái lớn của ông, một trong những cựu trợ lý hàng đầu của ông và có lẽ là thành viên gia đình thân thiết nhất, đã trở thành người quan sát gần như im lặng, dường như không có ý định thúc đẩy vị thế ứng cử của cha theo bất kỳ cách công khai nào. Quyết định tách mình khỏi chính trường được Ivanka đưa ra khi ông Trump phải đối mặt với viễn cảnh phải trải qua 4 phiên tòa hình sự riêng biệt, bao gồm một phiên tòa tại nơi ở cũ của gia đình, Manhattan, nơi ông bị cáo buộc 34 trọng tội vào cuối tháng 5, và một phiên tòa ở Washington, D.C. liên quan đến cuộc bạo loạn ở Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một trong những lần xuất hiện nổi bật nhất của bà Trump gần đây là tại vụ án gian lận dân sự của ông Trump vào mùa thu năm ngoái, khi bà làm chứng rằng bà không biết về tài chính của cha mình. Bà Trump, 42 tuổi, từ chối trả lời phỏng vấn, thay vào đó yêu cầu ông Kushner phát biểu thay mình và gia đình. Và khi được hỏi về khả năng bà có thể tái gia nhập cuộc đua tranh cử trong chặng cuối cùng, ông Kushner đã trả lời thẳng thừng, zero. Ông Kushner cho rằng kết quả trong cuộc đấu giữa ông Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris không có ảnh hưởng gì nhiều đối với gia đình của họ. Các quan chức Mỹ mới đây cho biết mật mã đã được lưu trữ không đúng cách trên trang web của chính quyền bang Colorado. Chính quyền bang này thừa nhận, văn phòng thư ký bang Colorado đã vô tình đăng tải một tài liệu trên trang web chính thức của mình, bên trong có chứa nhiều mật khẩu hệ thống bỏ phiếu. Theo hãng tin Nine News, Phó Chủ tịch Đảng Cộng hòa bang Colorado, Hope Strappelman, đã chia sẻ một tệp chứa táp ẩn trong một email gửi đi cho nhiều người. Táp ẩn này sẽ dễ dàng được truy cập sau khi ấn vào nút hủy ẩn, unhide. Văn phòng thư ký bang Colorado cho biết họ đã hành động ngay lập tức sau khi biết về vụ việc, cũng như thông báo cho cơ quan an ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng. Các quan chức cho biết bảng tính trên trang web của văn phòng đã bao gồm một táp ẩn, trong đó có một phần mật khẩu để truy cập một số thành phần nhất định của hệ thống bỏ phiếu ở Colorado. Người phát ngôn Jack Todd cho biết trong một thông cáo báo chí, điều này không gây ra mối đe dọa an ninh ngay lập tức đối với cuộc bầu cử ở Colorado, cũng như không ảnh hưởng đến cách kiểm phiếu. Người phát ngôn nhấn mạnh, mật khẩu bị lộ chỉ là một lớp bảo mật để bảo vệ các cuộc bầu cử cấp bang. Có 2 mật khẩu cho mỗi thiết bị bầu cử, cả 2 đều chỉ có thể được sử dụng khi truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu. Ông Jack Todd cho biết, bản thân các hệ thống này đã được bảo vệ bằng video giám sát và yêu cầu thẻ căn cước để truy cập. Ông nói thêm, việc truy cập vào thiết bị bỏ phiếu mà không được phép là một trọng tội. Thư ký bang Colorado Jenna Griswold đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Bà chia sẻ với hãng tin Nine News vào tối ngày 29 tháng 10. Nói rõ hơn, chúng tôi không coi đây là một mối đe dọa an ninh quá lớn đối với bang. Đây không phải là một mối đe dọa an ninh.
Đảng Cộng Hòa ở Colorado đưa ra một tuyên bố nói rằng hơn 600 mật khẩu BIOS cho thiết bị bỏ phiếu ở 63 trong số 64 hạt của bang đã bị xâm phạm. Chủ tịch Đảng Cộng Hòa tại Colorado, Dave Williams cho biết, thật sự rất sốc, ngay cả khi mật khẩu đã lỗi thời, nó vẫn thể hiện sự kém cỏi và sơ suất, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về việc quản lý mật khẩu và các giao thức bảo mật cơ bản ở cấp cao nhất trong văn phòng của bà Griswold. Vụ việc xảy ra chưa đầy một tuần, trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 tới. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ cáo buộc lẫn nhau làm xói mòn niềm tin vào kết quả công bằng của cuộc bỏ phiếu và cố gắng sử dụng nhiều cách thức phi pháp để tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho họ. Vào đầu tháng này, cựu thư ký bang Colorado Tina Peters đã bị kết án 9 năm tù vì cho phép người không được phép truy cập vào hệ thống bầu cử. Peters biện minh rằng bà chỉ cố gắng tìm kiếm bằng chứng về vụ gian lận máy bỏ phiếu mà ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump cho rằng đã khiến ông phải trả giá đắt trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Trump đến nay vẫn nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp, mặc dù tòa án và các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào ủng hộ tuyên bố của ông. Tờ Le Monde của Pháp đã điều tra và phát hiện ra rằng hoạt động bảo mật của Tổng thống Mỹ Joe Biden, các ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump và Kamala Harris cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác đều có thể dễ dàng bị theo dõi thông qua một ứng dụng thể dục mà vệ sĩ của họ sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan mật vụ Mỹ nhận định với Le Monde rằng không có khả năng, năng lực bảo vệ của họ bị xâm phạm. Trong khi đó, các nhà báo của Le Monde phát hiện ra rằng một số mật vụ Mỹ đã sử dụng ứng dụng thể dục Strava, bao gồm cả trong những tuần gần đây sau hai vụ ám sát cựu Tổng thống Trump. Strava là một ứng dụng theo dõi thể dục, chủ yếu được người chạy bộ và đi xe đạp dùng để ghi lại hoạt động của họ và chia sẻ quá trình tập luyện với những người cùng đam mê. Le Monde cũng đã phát hiện một số thành viên trong đội ngũ an ninh của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng sử dụng ứng dụng này. Le Monde đã thử theo dõi các hoạt động của Strava của đội cận vệ Tổng thống Macron và xác định rằng nhà lãnh đạo Pháp đã dành một kỳ nghỉ cuối tuần của năm 2021 tại khu nghỉ mát ven biển Honfleur ở Normandy. Chuyến đi này được cho là riêng tư và không liệt kê trong chương trình chính thức của Tổng thống. Le Monde cho biết vị trí của cựu đệ nhất phu nhân Melania Trump và đệ nhất phu nhân Mỹ Joe Biden cũng có thể được xác định bằng cách theo dõi hồ sơ Strava đội cận vệ của họ. Trong một ví dụ khác, Le Monde đưa tin rằng hồ sơ Strava của một mật vụ Mỹ đã tiết lộ vị trí của khách sạn nơi Tổng thống Biden sau đó đã ở tại San Francisco để tham gia hội đàm quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2023. Tờ báo Pháp phát hiện ra rằng, vài giờ trước khi Tổng thống Biden đến, mật vụ này đã chạy bộ từ khách sạn sử dụng Strava. Các nhà báo của Le Monde cho biết họ đã xác định được 26 mật vụ Mỹ, 12 thành viên của GSPR, đơn vị đảm nhiệm trách nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho Tổng thống Pháp, và 6 thành viên của Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga FSO có tài khoản công khai trên Strava và do đó đã lộ thông tin về các hoạt động của họ trực tuyến, kể cả trong các chuyến công tác. Le Monde đã không nêu tên những nhân vật này vì lý do an ninh. Giáo sư an ninh mạng tại Đại học Louisiana, ông Ibrahim Bakili cảnh báo, việc xác định danh tính các vệ sĩ của Tổng thống với một số người sử dụng tên đầy đủ trên Strava cũng có thể giúp tìm ra thông tin chi tiết khác về địa chỉ cá nhân, gia đình, hoạt động di chuyển và ảnh họ đăng trên nhiều mạng xã hội khác. Tất cả đều có thể được sử dụng để gây áp lực cho họ vì mục đích xấu. Trong một tuyên bố gửi cho Le Monde, cơ quan mật vụ Mỹ khẳng định nhân viên của họ không được phép sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân khi làm nhiệm vụ bảo vệ, nhưng chúng tôi không cấm nhân viên sử dụng mạng xã hội ngoài giờ làm việc. Bên cạnh đó, cơ quan mật vụ Mỹ nhấn mạnh đã thông báo đến những nhân viên bị ảnh hưởng, đồng thời xem xét để xác định xem có cần đào tạo hoặc hướng dẫn bổ sung hay không. Tòa án ở Nga đã phạt Google hàng tỷ rúp vì đã chặn các kênh truyền hình của nước này trên YouTube. Số tiền phạt sẽ tăng lên hàng ngày cho đến khi tiền phạt được nộp đủ. Dịch vụ lưu trữ video thuộc sở hữu của Google hiện chưa khôi phục tài khoản của các kênh truyền hình Nga như Zvezda, Russia 1, VGTRK, NTV và các kênh khác. Tòa án đã yêu cầu Google khôi phục quyền truy cập vào các kênh, nếu không sẽ áp dụng hình phạt. Trong trường hợp không tuân thủ yêu cầu trong vòng 9 tháng kể từ ngày có hiệu lực, mức phạt sẽ là 100.000 rúp mỗi ngày, số tiền tăng gấp đôi mỗi tuần cho đến khi yêu cầu được thực thi. Việc chặn tài khoản bắt đầu vào tháng 3 năm 2022 khi Google đình chỉ hoạt động của các kênh như Russia 1, RT và các kênh khác về lý do
các kênh này do chính phủ Nga tài trợ và đăng tải các thông tin về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Trong khi đó, tập đoàn Google đã khởi kiện ở Mỹ và Anh nhằm ngăn cản việc thi hành các quyết định của tòa án Nga ở nước ngoài. Hơn 200.000 người đã hủy đăng ký đọc Washington Post kể từ khi tờ báo này công bố quyết định không ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Mỹ nào. Mất đi lượng đăng ký lớn như vậy, có thể sẽ là đòn giáng mạnh vào hãng tin vốn đang đối mặt với nhiều khó khăn tài chính. Washington Post có hơn 2,5 triệu lượt đăng ký trong năm 2023, phần lớn là đăng ký trực tuyến, đứng thứ 3 sau New York Times và Wall Street Journal về lượng phát hành. Olivia Peterson, phát ngôn viên của Washington Post, không bình luận về con số trên khi được liên hệ. Ban biên tập của Washington Post được cho là đã chuẩn bị một thông báo ủng hộ ứng cử viên Tổng thống Kamala Harris của Đảng Dân Chủ, nhưng sau đó lại đưa ra thông báo sẽ để độc giả tự đưa ra quyết định. Thông báo được đưa ra khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa sẽ đến ngày bầu cử, khiến những người chỉ trích đặt câu hỏi liệu có phải chủ sở hữu Washington Post và nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos lo ngại sẽ bị ông Trump trả đũa nếu ông đắc cử Tổng thống Mỹ hay không? Marty Baron, cựu biên tập viên đã nghỉ hưu của Washington Post, gọi đây là quyết định hèn nhát. Một số nhà báo, trong đó có cả Dana Milbank, người phụ trách chuyên mục của Washington Post, kêu gọi độc giả không thể hiện thái độ tức giận bằng cách hủy đăng ký, vì điều đó có thể khiến các phóng viên hoặc biên tập viên mất việc. Quyết định của Washington Post được đưa ra chỉ vài ngày sau khi báo Los Angeles Times tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng cử viên Tổng thống nào. Tờ báo này thừa nhận, điều này cũng khiến họ mất hàng nghìn người đăng ký. Một bài viết trên trang web của Washington Post về việc không ủng hộ đã nhận được 2.000 bình luận, trong đó có nhiều độc giả cho biết họ sẽ bỏ tờ báo. Tôi sẽ hủy đăng ký sau 70 năm. Một người bình luận cho biết đã mất hy vọng và niềm tin rằng tờ báo sẽ công bố sự thật. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng bà Kamala Harris sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ nếu bà được bầu vào Nhà Trắng. Khi người dẫn chương trình phát thanh Huck Lewis nói về khả năng bà Harris thắng, bà ấy sẽ phải đối phó với Trung Quốc, ông Trump đáp lại. Bà ấy sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ. Họ sẽ lấy hết kẹo rất nhanh. Bà ấy sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra, giống như một kỳ thủ cờ vua vĩ đại đang chơi với một người mới bắt đầu vậy. Ông Trump nhiều lần đặt biệt danh để chế giễu đối thủ của mình, như gọi các đối thủ trong vòng bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa là Jeffers, Bin Yếu và Marco Rubio tí hon. Ông cũng nhiều lần hạ thấp phụ nữ. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, ông Trump nhiều lần hạ thấp bà Harris, cho rằng bà lười biếng, từ thường được dùng để xúc phạm người da màu về ý nghĩa phân biệt chủng tộc, thậm chí nói bà là người ngu ngốc và hỏi liệu bà có sử dụng ma túy hay không. Ông cũng chê bà Harris là chậm chạp và có chỉ số IQ thấp. Trong cuộc vận động tranh cử ngày 24 tháng 10 tại Tempe, Arizona, ông Trump chỉ trích bà Harris xử lý vấn đề nhập cư, cho rằng bà gây ra một sự phản bội độc ác đối với nước Mỹ. Trong khi đó, bà Harris cũng đáp trả, cho rằng ông Trump ngày càng mất trí và bất ổn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn CNN, bà Harris gọi ông Trump là phát xít. Cũng trong cuộc phỏng vấn vào sáng 24 tháng 10 với Hewitt, ông Trump cho biết đã xem phần trao đổi của bà Harris trên CNN và mô tả bà gần giống như một đứa trẻ. Ông Trump nói, bà ấy là một chiếc bình rỗng, nhưng bà ấy đã được một đảng rất thông minh, rất mạnh mẽ, rất tự do, cực kỳ tự do mang tên Đảng Dân Chủ thúc đẩy một cách tuyệt vời. Một số đồng minh của ông Trump cũng sử dụng những lời lẽ tương tự. Người dẫn chương trình của Fox News Channel, Tucker Carlson, đã làm nóng đám đông tại buổi vận động của ông Trump ở Georgia khi gợi ý rằng ông Trump đã sẵn sàng phạt phó tổng thống như một đứa con gái. Kết quả cuộc thăm dò do hãng tin Reuters Ipsos vừa công bố cho thấy khoảng cách giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump chỉ còn ở mức 44%-43%. Kết quả cuộc thăm dò được Reuters Ipsos thực hiện trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 29 tháng 10, cho thấy hai ứng cử viên cơ bản ngang bằng nhau trước khi cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Cuộc thăm dò có biên độ sai số khoảng 3 điểm phần trăm theo cả hai hướng. Dù bà Harris dẫn trước ông Trump trong mọi cuộc thăm dò do Reuters Ipsos thực hiện, đối với các cử tri đã đăng ký, kể từ khi bước vào đường đua vào tháng 7, nhưng khoảng cách dẫn trước của bà liên tục thu hẹp kể từ cuối tháng 9. Cuộc thăm dò trước đó do Reuters Ipsos tiến hành từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 2 điểm. Cuộc thăm dò mới nhất khảo sát 1.150 người trưởng thành trên toàn quốc, trong đó có 975 cử tri đã đăng ký, cho thấy ông Trump có lợi thế đáng kể so với bà Harris trong một số vấn đề mà cử tri coi là cấp bách nhất. Khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận tốt hơn trong các vấn đề kinh tế, giải quyết tình trạng thất nghiệp và tạo việc làm, 47% người tham gia chọn ông Trump, còn 37% chọn bà Harris.
ông Trump có lợi thế về kinh tế trong suốt chiến dịch vận động. 26% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất coi việc làm và nền kinh tế là vấn đề cấp bách nhất của đất nước, trong khi 24% chọn vấn đề cực đoan chính trị và 18% chọn nhập cư. Ông Trump cũng có lợi thế lớn trong vấn đề nhập cư, khi ông đưa ra những đề xuất cứng rắn như trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Khoảng 48% cử tri trong cuộc thăm dò mới nhất cho biết cách tiếp cận của ông Trump đối với vấn đề nhập cư là tốt nhất, trong khi 33% chọn bà Harris. Cuộc thăm dò cũng cho thấy lợi thế của bà Harris về vấn đề chủ nghĩa cực đoan chính trị đang giảm dần. Khoảng 40% cử tri trong cuộc thăm dò cho biết bà có cách tiếp cận tốt hơn để xử lý chủ nghĩa cực đoan chính trị và các mối đe dọa đối với nền dân chủ, trong khi 38% chọn ông Trump. Bà Harris luôn nhấn mạnh vai trò của ông Trump trong vụ bạo loạn ở đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Trump phản bác với lập luận rằng quan điểm của bà Harris là cực đoan. Bà Harris dẫn trước ông Trump với tỷ lệ hẹp như vậy có thể không đủ để bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, kể cả khi khoảng cách này được duy trì cho đến ngày 5 tháng 11. Các cuộc khảo sát toàn quốc đưa ra những tín hiệu quan trọng về quan điểm của cử tri, nhưng kết quả của đại cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng. Vì thế, 7 bang chiến trường đóng vai trò quyết định. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016 nhờ đại cử tri đoàn, dù bà Clinton thắng về số phiếu phổ thông toàn quốc với cách biệt 2 điểm. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cho rằng bà Kamala Harris sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ nếu bà được bầu vào Nhà Trắng. Bằng cách nào đó, nếu bà Kamala Harris thắng, bà ấy sẽ phải đối phó với Trung Quốc, người dẫn chương trình phát thanh Hugh Lewis nói với ông Trump trong một sự kiện. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa đáp lại, bà ấy sẽ bị Trung Quốc đối xử như một đứa trẻ. Ông Trump nói, họ sẽ lấy hết kẹo rất nhanh, bà ấy sẽ không biết chuyện gì xảy ra. Giống như một kỳ thủ cờ vua vĩ đại đang chơi với một người mới bắt đầu vậy. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang diễn ra, ông Trump đã nhiều lần hạ thấp bà Harris, cho rằng bà lười biếng, từ thường được dùng để xúc phạm người da màu với ý nghĩa phân biệt chủng tộc, thậm chí nói bà là người ngu ngốc và hỏi liệu bà có sử dụng ma túy không. Ông cũng chê bà Harris là chậm chạp và có chỉ số IQ thấp. Theo Project Syndicate, các cơ quan truyền thông cánh hữu như Fox News đã làm rất tốt trong việc giúp ứng viên Cộng hòa Donald Trump chống lại ảnh hưởng của Đảng Dân Chủ. Các kết quả thăm dò toàn quốc gần đây đều cho thấy sự cân bằng giữa hai ứng cử viên. Thậm chí ông Trump còn dẫn trước một chút ứng viên Dân Chủ Kamala Harris trong một số khảo sát. Đây là minh chứng cho sức mạnh của truyền thông cánh hữu khi họ có thể thuyết phục cử tri tin vào phong trào làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, hay còn được gọi là MAGA, cũng như cho thấy ông Trump là một tổng thống phù hợp hơn so với bà Harris. Trên thực tế, không phải tất cả cử tri Cộng hòa đều đồng tình với các chính sách của ông Trump. Tuy vậy, truyền thông cánh hữu đã tập trung xoáy vào chính sách thuế và chương trình chi tiêu của chính quyền đương nhiệm, vấn đề gây ra tranh cãi lớn với người dân Mỹ. Việc liên tục đưa tin vào vấn đề này đã giúp ông Trump thu hút thêm một lượng cử tri lớn, những người không đồng tình với nhiều chính sách của Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Năm 2016, ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bằng cách chiếm lĩnh hệ sinh thái truyền thông ở Mỹ. Tại thời điểm đó, những tuyên bố điên rồ của ông Trump được coi là sự thẳng thắn, khác biệt hoàn toàn so với các chính trị gia truyền thống. Tuy vậy, phong cách bình luận của ông Trump đã không còn tạo ra hiệu ứng lớn ở thời điểm hiện tại, và truyền thông cánh hữu không phải là nguyên nhân duy nhất khiến cho cựu tổng thống luôn nhận được sự chú ý. Trên thực tế, các cơ quan truyền thông cánh tả và Đảng Dân Chủ đã không thể tạo ra những cú hích lớn như đối thủ. Các kế hoạch của họ vẫn tỏ ra cứng nhắc và không muốn sử dụng các phương thức mới để thúc đẩy chương trình nghị sự. Có thể thấy rõ, truyền thông cánh hữu là một vũ khí không mấy bí mật của ông Trump, nhưng nó đã đem lại hiệu quả tính tới thời điểm này. Trong khoảng một tuần tới, chúng ta sẽ biết được liệu vũ khí này có thể giúp ông Trump trở lại Nhà Trắng lần thứ hai hay không. Đội ngũ tranh cử của bà Harris được cho là đang cố gắng tách biệt khỏi Tổng thống Biden, dù cho ông chủ Nhà Trắng vẫn đang nỗ lực vận động cho ứng viên Dân Chủ. Đài RT ngày 28 tháng 10 cho biết, hãng thông tấn Axios của Mỹ mới đây đã tiết lộ về việc đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cố gắng tách khỏi Tổng thống Biden trước thềm ngày bầu cử. Nguồn tin của Axios cho biết, Tổng thống Biden muốn dành ra một số ngày để cùng vận động tranh cử với bà Harris. Tuy vậy, đội ngũ của Phó Tổng thống không lên lịch cho bất kỳ sự kiện chung nào và chỉ trả lời sẽ liên lạc lại sau. Giới quan sát nhận định, động thái giữ khoảng cách xuất phát từ việc nhiều thành viên trong đội ngũ của bà Harris cho rằng ông Biden là nhân tố chính trị bất định, nhưng họ không muốn nói điều đó một cách trực tiếp. Một quan chức Mỹ tiết lộ, tình hình giữa ông Biden và bà Harris giống như một cuộc chia tay chậm chạp. Theo nguồn tin của Axios,
đội ngũ của bà Harris cũng như Đảng Dân Chủ đánh giá cao và tôn trọng những gì ông Biden đã làm được. Tuy vậy, ông Biden không phải là người được ưa thích trong quá trình vận động, nhất là sau màn tranh luận đáng thất vọng với ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, Donald Trump. Trước đó, tuyên bố muốn nhốt ông Trump lại của Tổng thống Biden cũng khiến một số thành viên trong đội ngũ của bà Harris không hài lòng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 47 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm, bao gồm cả Tổng thống Biden. Bất chấp những thông tin về sự rạn nứt, ông Biden dự kiến sẽ vận động tranh cử cho bà Harris ở bang chiến trường Pennsylvania trong vài ngày tới. Tổng giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos, chủ sở hữu tỷ phú của tờ The Washington Post giải thích rằng tờ báo của ông sẽ trung lập, không ủng hộ ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 để tránh cảm giác thiên vị và giúp xây dựng lòng tin với độc giả. Ông Bezos bắt đầu bài xã luận ngày 28 tháng 10 bằng cách trích dẫn một cuộc thăm dò gần đây của Gallup, trong đó phát hiện rằng gần 70% người Mỹ không tin tưởng hoặc tin tưởng vào rất ít phương tiện truyền thông. Nghề của chúng tôi hiện là nghề ít được tin tưởng nhất. Rõ ràng là có điều gì đó chúng tôi đang làm không hiệu quả. Doanh nhân này viết và nói thêm rằng hầu hết mọi người đều tin rằng phương tiện truyền thông thiên vị. Ông Bezos cho biết, quyết định không ủng hộ một ứng cử viên nào là do sự sụt giảm lòng tin của công chúng vào các nhà báo và các phương tiện truyền thông, đồng thời nói thêm rằng các tòa soạn phải chính xác. Chúng ta phải được tin là chính xác. Ông Bezos biết, sự ủng hộ với các ứng cử viên tổng thống không làm thay đổi cán cân của một cuộc bầu cử. Không có cử tri nào ở Pennsylvania chưa quyết định sẽ nói rằng tôi sẽ ủng hộ sự ủng hộ của báo A. Không có. Sự ủng hộ với ứng cử viên tổng thống thực sự tạo ra nhận thức về sự thiên vị. Chấm dứt sự ủng hộ đó là một quyết định có nguyên tắc và đó là quyết định đúng đắn, ông Bezos nói thêm. Bài xã luận được đưa ra vài ngày sau khi chủ xuất bản của tờ Post, William Lewis, viết một bài xã luận thông báo rằng tờ báo này sẽ không ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc đua vào năm 2024. Lewis cho biết quyết định này là sự trở lại với cội nguồn không ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống và nói thêm rằng tờ báo sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào trong tương lai. Quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích ông Trump, bao gồm cả cựu biên tập viên điều hành của Post, người đã mô tả sự lựa chọn này là hèn nhát, đáng lo ngại và yếu đuối. Washington Post đã đăng một bài báo vài giờ sau bài xã luận của Lewis, nói rằng, theo những người quen thuộc với các cuộc thảo luận, ban biên tập của tờ báo đã chuẩn bị ủng hộ bà Harris, nhưng ông Bezos đã ngăn cản việc công bố. Ông Bezos cũng bác bỏ cáo buộc rằng, hai ứng cử viên đều đã được tham vấn hoặc thông báo ở cấp độ nào đó về quyết định của Post. Những nghi ngờ đã nảy sinh vào tuần trước sau khi có thông tin rằng David Lim, giám đốc điều hành công ty vũ trụ Blue Origin của Bezos, đã gặp ông Trump tại Austin, Texas vào cuối tuần trước, cùng ngày tờ báo tuyên bố sẽ không ủng hộ ứng cử viên nào. Ông Bezos khẳng định ông không biết cuộc gặp này. Robert Kagan, biên tập viên sắp mãn nhiệm của tờ Post, đã từ chức và nói với tờ The Daily Beast rằng cuộc họp của ông Trump và Lim là bằng chứng của một thỏa thuận ngầm. 21 biên tập viên chuyên mục của tờ Post cũng đã ký vào một bài xã luận bất đồng quan điểm cho rằng tờ báo này đã sai lầm khủng khiếp khi không ủng hộ một ứng cử viên tổng thống nào. Ông Bezos kết luận trong bài xã luận của mình, giờ đây, thế giới cần một tiếng nói đáng tin cậy và độc lập hơn bao giờ hết, và nơi nào tốt hơn để tiếng nói đó xuất phát ngoài thủ đô của quốc gia quan trọng nhất thế giới. Bài xã luận của Bezos đã được một số ít nhà bình luận khen ngợi trên mạng xã hội vào tối ngày 28 tháng 10. Tỷ phú Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đã đăng trên nền tảng X của mình khen ngợi Jeff Bezos. Tờ báo đã xác nhận các ứng cử viên từ năm 1976, nhưng đã thông báo đình chỉ hoạt động này vào thứ Sáu, khiến một số biên tập viên phải từ chức. Ban biên tập của Post đã xác nhận bà Hillary Clinton vào năm 2016 và ông Joe Biden vào năm 2020. Theo CNN, các nhân viên của tờ báo đã soạn thảo một bản xác nhận ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris trước cuộc bầu cử vào tháng tới, nhưng cuối cùng đã không được ban quản lý chấp thuận. Kể từ khi quyết định trung lập đưa ra ngày 24 tháng 10, hơn 200.000 người đã hủy đăng ký tờ Post. Phó Tổng thống Kamala Harris đã phải đối mặt với sự chỉ trích rất lớn từ những người theo chủ nghĩa tiến bộ về các chính sách của Nhà Trắng đối với Israel. Phản ứng dữ dội có thể đe dọa cơ hội chiến thắng của bà Harris vào tháng 11, với một số cử tri ở các bang dao động quan trọng như Michigan có kế hoạch bỏ phiếu cho đảng thứ ba để phản đối. Trong suốt chiến dịch tranh cử, ông Trump đã chỉ trích các phương tiện truyền thông nói dối vì những gì ông cho là có lịch sử lâu dài về việc đưa tin không công bằng về ông và thời gian ông tại nhiệm. Chiến dịch tranh cử của bà Harris và các đồng minh cũng cáo buộc các phương tiện truyền thông ủng hộ ông Trump khuếch đại thông tin sai lệch. Đài RT ngày 28 tháng 10 cho biết,
Hãng thông tấn Axios của Mỹ mới đây đã tiết lộ về đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống Kamala Harris cố gắng tách khỏi Tổng thống Joe Biden trước thềm ngày bầu cử. Nguồn tin của Axios cho biết, Tổng thống Biden muốn dành ra một số ngày để cùng vận động tranh cử với bà Harris. Tuy vậy, đội ngũ của Phó Tổng thống không lên lịch cho bất kỳ sự kiện chung nào và chỉ trả lời là sẽ liên lạc lại sau. Giới quan sát nhận định, động thái giữ khoảng cách xuất phát từ việc nhiều thành viên trong đội ngũ của bà Harris cho rằng ông Biden là nhân tố chính trị bất định, nhưng họ không muốn nói điều đó một cách trực tiếp. Một quan chức Mỹ tiết lộ, tình hình giữa ông Biden và bà Harris giống như một cuộc chia tay chậm chạp. Theo nguồn tin của Axios, đội ngũ của bà Harris cũng như Đảng Dân Chủ đánh giá cao và tôn trọng những gì ông Biden đã làm được. Tuy vậy, ông Biden không phải là người được ưa thích trong quá trình vận động, nhất là sau màn tranh luận đáng thất vọng với ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Trước đó, một tuyên bố muốn nhốt ông Trump lại của Tổng thống Biden cũng khiến một số thành viên trong đội ngũ của bà Harris không hài lòng. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 47 triệu cử tri Mỹ đã tham gia bỏ phiếu sớm, bao gồm cả Tổng thống Biden. Bất chấp những thông tin về rạn nứt, ông Biden dự kiến sẽ vận động tranh cử cho bà Harris ở bang chiến trường Pennsylvania trong vài ngày tới. Cựu Tổng thống Donald Trump dường như đang thu hút sự ủng hộ của nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha tốt hơn so với bất kỳ ứng viên Tổng thống nào của Đảng Cộng Hòa kể từ ông George Bush năm 2004. Ông Trump đang làm tốt chưa từng có. Theo dữ liệu thăm dò ý kiến gần đây về các cử tri gốc Tây Ban Nha, bà Harris chỉ dẫn trước ông Trump 13 điểm. Con số này thấp hơn nhiều so với dữ liệu thăm dò ý kiến sau bầu cử và sau khi bỏ phiếu năm 2020, khi cách biệt giữa ông Biden và ông Trump ở nhóm cử tri gốc Tây Ban Nha là 26 điểm. Điều đáng chú ý là mức thâm hụt 26 điểm này cũng là một sự cải thiện của ông Trump với chính mình của năm 2016. Ông Trump đã mất 39 điểm vào tay bà Hillary Clinton trong cuộc thăm dò ý kiến và dữ liệu sau bầu cử. Dữ liệu thăm dò và kết quả năm 2020 đại diện cho một số lý do lớn về việc tại sao chiến dịch tranh cử của ông Trump lại nỗ lực để giành được sự ủng hộ của cử tri gốc Tây Ban Nha hơn. Điều này giúp giải thích tại sao cựu Tổng thống đã tổ chức một cuộc meeting lớn tại Bronx, nơi có đông người gốc Tây Ban Nha vào đầu năm nay, và đến một tiệm cắt tóc cũng tại quận đó trong tháng này. Sự cải thiện của ông Trump với các cử tri gốc Tây Ban Nha cũng giúp giải thích bản đồ bầu cử hiện nay. Trong khi đó, tại Arizona và Nevada, hai bang chiến trường ở Tây Nam có số lượng cử tri gốc Tây Ban Nha lớn hơn, ông Trump đã thể hiện tốt. Ông Trump luôn nắm giữ lợi thế nằm trong biên độ sai số trong các cuộc khảo sát tại Arizona. Trên thực tế, đây là bang mà ông Trump có kết quả thăm dò dư luận tốt nhất trong số những bang mà ông Biden giành chiến thắng vào năm 2020. Số phiếu thăm dò từ Nevada bị hạn chế nhưng cũng nghiêng về cựu Tổng thống Trump so với kết quả thăm dò trung bình tại các tiểu bang chiến trường Great Lakes. Cả Arizona và Nevada đều có nhiều cử tri gốc Tây Ban Nha hơn bất kỳ bang nào khác trong số 5 bang chiến trường khác, bao gồm cả Georgia và Bắc Carolina. Ông Trump đã thể hiện sự khác biệt tốt trong số những cử tri nam giới gốc Tây Ban Nha, cũng như các cử tri Tây Ban Nha không có bằng đại học. Tại cuộc vận động tranh cử tối ngày 27 tháng 10 ở New York, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson có một bí mật nhỏ nhưng có tác động lớn. Ông Donald Trump nói với những người ủng hộ, chúng tôi sẽ cho các bạn biết đó là gì khi cuộc đua này kết thúc. Cả ông Trump và ông Johnson đều không nêu chi tiết về bình luận này, nhưng nó làm dấy lên mối lo ngại trong số các thành viên của Đảng Dân Chủ và những người chỉ trích cựu Tổng thống rằng ông dường như sẽ không công nhận kết quả bầu cử năm nay nếu ông thua Phó Tổng thống Kamala Harris. Trong một chương trình trên kênh truyền hình CNN của Mỹ sáng ngày 28 tháng 10, Hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ Mỹ Dan Gurman cho rằng bí mật của ông Donald Trump có thể liên quan đến kế hoạch dự phòng khi thua cuộc vào tháng 11 tới. Ông Dan Gurman nhắc lại việc ông Donald Trump từng làm cách đây 4 năm nhằm ngăn cản Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu cử năm 2020, công nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ông Gurman nói, các bạn sẽ tự hỏi tại sao ông Donald Trump lại đến New York 9 ngày trước cuộc bầu cử. Ông Gurman cũng cho biết thêm, bang New York là thành trì của Đảng Dân Chủ và chiến thắng tại đây gần như chắc chắn sẽ thuộc về bà Harris. Ông Gurman nói thêm, câu trả lời là cuộc đua vào Hạ viện cũng đang diễn ra ở New York. Có 7 cuộc cạnh tranh tại bang này và điều đó có khả năng sẽ quyết định đa số tại Hạ viện. Các thành viên mới tại Hạ viện sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng 1 năm 2025. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2025, Quốc hội sẽ xác nhận kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Tôi không chắc chắn nhưng tôi nghi ngờ bí mật nhỏ của ông Trump và ông Johnson là một kế hoạch dự phòng nếu ông ấy thua cuộc. Ông ấy sẽ tìm cách hủy bỏ kết quả bỏ phiếu đại cử tri. Chiến dịch tranh cử của ông Trump hiện chưa bình luận về nghi ngờ của ông Gurman.
Johnson là một trong những nhà lập pháp vào năm 2020 đã thúc đẩy những tuyên bố vô căn cứ của ông Trump về gian lận bầu cử. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông Johnson cũng đã bỏ phiếu chống lại việc chứng nhận kết quả bầu cử năm 2020 tại Arizona và Pennsylvania, hai bang mà ông Joe Biden đã thắng. Trong khi đó, đầu tuần này, ông Johnson cho biết ông dự định giữ kín bí mật của mình và ông Trump. Thay vào đó, ông cáo buộc Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris che giấu thông tin về sức khỏe của Tổng thống Joe Biden. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, đa số người dân Mỹ lo ngại về nguy cơ bạo lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử vào tháng 11. Chỉ còn vài ngày nữa, nước Mỹ sẽ chính thức bước vào cuộc bầu cử Tổng thống 4 năm một lần, ngày 5 tháng 11 năm 2024. Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng hiện đang ở giai đoạn nước rút và diễn ra rất quyết liệt, khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris và của Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump đang bám đuổi nhau xiết sao về tỷ lệ ủng hộ. Kết quả thăm dò do CNN, SSRS thực hiện công bố ngày 28 tháng 10 cho biết hầu hết cử tri Mỹ không tin rằng cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chịu thua cuộc nếu kết quả bầu cử năm 2024 không theo ý ông. Đa số cử tri cũng không tin tưởng tòa án tối cao sẽ có phán quyết đúng đắn nếu có tranh chấp pháp lý về kết quả bầu cử. Trong bối cảnh chỉ còn một tuần là đến tổng tuyển cử, chỉ 30% cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu tham gia khảo sát cho rằng ông Trump sẽ chấp nhận kết quả bầu cử và chịu nhường bước nếu thua cuộc, trong khi 73% cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ chấp nhận nếu thất bại. Nếu tính theo thành phần cử tri ủng hộ mỗi ứng cử viên, gần như tất cả, 97% người ủng hộ bà Harris cho rằng bà sẽ chấp nhận kết quả nếu thua cuộc, trong khi 57% phe ông Trump tin rằng ông sẽ chấp nhận kết quả nếu không như ý. Đa số cử tri đã đăng ký, 56% cho rằng họ chỉ có một chút tin tưởng hoặc không hề tin vào tòa án tối cao có thể đưa ra phán quyết đúng đắn trong trường hợp tranh chấp kết quả bầu cử năm 2024. Gần 2 tuần trước bầu cử Mỹ, khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận về kinh tế tốt hơn, ông Trump dẫn trước về mặt kinh tế, 46% so với 38% của bà Harris. Cuộc thăm dò của Reuters trong tháng này cho thấy, Tiesa Blackwell, 24 tuổi, đã bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020, nhưng cô cho biết năm nay cô sẽ bỏ phiếu cho cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ, và giá thực phẩm và nhà ở tăng cao là lý do chính. Blackwell sống ở phía tây nam Detroit, tại tiểu bang chiến trường Michigan, cho biết hiện cô có một công việc tốt hơn, nhưng tiền thuê nhà đã tăng gấp đôi sau khi cô buộc phải chuyển đi, và hóa đơn tiền tạp hóa và tiện ích của cô cũng tăng vọt. Sự phục hồi kinh tế hậu COVID-19 của Mỹ đã khiến thế giới phát triển phải ghen tị với chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và đầu tư của doanh nghiệp và liên bang giúp nền kinh tế tránh được suy thoái như dự đoán. Thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục, việc làm và tiền lương đang tăng nhanh, tỷ lệ thất nghiệp thấp và lạm phát hiện ở dưới mức của tháng 1 năm 2020 sau khi tăng đột biến vào năm 2022. Nhưng giá thực phẩm, tiền thuê nhà, tiện ích và các dịch vụ như ăn uống bên ngoài đều cao hơn nhiều so với mức của năm 2019 do những yếu tố phức tạp mà chính phủ Mỹ ít tác động đến như chi phí lao động, thiếu cạnh tranh và các vấn đề về chuỗi cung ứng. Nhiều người Mỹ luôn trong tình trạng sốc khi nhìn thấy giá cả. Điều đó có thể giải thích tại sao cử tri ở 7 tiểu bang chiến trường sẽ quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 lại có quan điểm tiêu cực về nền kinh tế, khi 61% cho rằng nền kinh tế đang đi sai hướng trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos diễn ra trong tháng này, và 68% cho rằng chi phí sinh hoạt đang đi sai hướng. Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đề xuất các giải pháp khác nhau. Bà Harris đã hứa sẽ chống lại tình trạng tăng giá và tăng tín dụng thuế cho trẻ em, trong khi ông Trump đề xuất cắt giảm thuế đối với tiền làm thêm giờ, áp dụng thuế quan toàn diện đối với hàng nhập khẩu mà ông cho là sẽ đưa ngành sản xuất trở lại Mỹ và trục xuất hàng loạt người nhập cư. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, đề xuất áp thuế quan và đe dọa trục xuất của ông Trump sẽ đẩy giá hàng hóa và dịch vụ lên cao, trong khi lệnh cấm tăng giá của bà Harris vẫn chưa được kiểm chứng ở cấp liên bang. Tuy nhiên, khi được hỏi ứng cử viên nào có cách tiếp cận vấn đề tốt hơn, ông Trump dẫn trước về mặt kinh tế, với tỷ lệ tương ứng là 46% so với 38% của bà Harris. Những người nghiên cứu kinh tế cho biết họ cảm nhận được sự thất vọng của cử tri, ngay cả khi họ không nghĩ rằng kế hoạch của ông Trump sẽ có ích. Chuyến thăm Michigan của bà Harris vào thứ Hai sẽ là chuyến thăm thứ 10 của bà kể từ khi trở thành ứng cử viên của đảng. Tiểu bang này vẫn còn bị tổn thương vì đã mất hơn 1/3 số việc làm liên quan đến ô tô,
kể từ năm 1990 và đã ủng hộ ông Trump vào năm 2016, trong khi ông Biden giành chiến thắng với cách biệt chưa đến 3% vào năm 2020. Chiến dịch tranh cử của bà Harris có hơn 375 nhân viên tại tiểu bang này, gấp gần 4 lần so với ông Trump. Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò của 538 cho thấy bà Harris chỉ có lợi thế hơn ông Trump chưa đến 1% tại tiểu bang này. Hôm 21 tháng 10, bà Harris và cựu nghị sĩ Đảng Cộng hòa Liz Cheney đã gặp gỡ cử tri ngoại ô tại quận Oakland bên ngoài Detroit. Hôm 26 tháng 10, bà đã tranh cử cùng cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tại Kalamazoo. Tỷ lệ thất nghiệp của Michigan luôn cao hơn mức trung bình của Mỹ trong nhiều năm, nhưng năm ngoái tiểu bang này đã đạt mức việc làm cao nhất và tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 20 năm qua nhờ nguồn tiền đầu tư cơ sở hạ tầng của liên bang. Amesha Cross, một chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, cho biết chính quyền ông Biden xứng đáng được ghi nhận vì đã tạo ra hàng trăm ngàn việc làm mới ở Michigan và trên khắp cả nước, nhưng chi phí sinh hoạt cao vẫn có tác động lớn đến cử tri. Nhiều người cho rằng dưới thời ông Trump, dưới thời các chính quyền trước, mọi thứ không quá đắt đỏ. Tuy nhiên, không phải ai cũng bất mãn, bởi với những người có mức lương cao hơn trước, giá thực phẩm tăng cao hiện không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!